VIP, dẫn đầu xu thế thẻ. Boncha VO Long Đào mới, ngon đào mong. Anh trai Say Hi, 20 giờ thứ bảy trên kênh HTV2 V Channel, xem sớm nhất trên siêu ứng dụng giải trí Vion. Em có gì cho anh? Đây, bằng vàng luôn, anh chịu chưa? Thật ra là mình muốn làm việc thử với cả Hiếu thứ hai và Nikip. Một trong hai người này, ai mà bích mình trước thì mình sẽ chọn người đó. Ok, ok. Sao ok gì không vui vậy? Rồi tạm thời vậy nha, cảm ơn anh nhiều. Mình muốn vào team của Nikip. Dương. Thì Nikip lao thẳng đến Dương Domic. Dương. Tôi cũng có tưởng tượng tới một tương lai rất đẹp của tụi mình rồi. Thì bạn có thể nào bạn vô đội của tôi không ạ? Không ạ. Cận gì đó phải thuyết phục hơn một tí đi. Thuyết phục hả? Là Nikip đã bị ám ảnh với lại live show 1 về cái chuyện mà trong nhóm của mình quá ít người viết nhạc. Đó, cho nên là Nikip gom tất cả những người mà Nikip nghĩ là có thể viết nhạc và có thể chọn Nikip. Sẽ chọn Dương Domic. Dương Domic. Dương Domic là R&B và biết nhảy. Trong danh sách đó là Dương Domic cùng làm liên quân. Có quan sát về cách làm việc của nhau, Luân hiểu được là Dương cũng là một người cũng rất là giỏi. Không suy nghĩ nữa, I got it. Xong như vậy rồi, xong luôn. Yeah. Ê, nhớ chừa cho em, nhớ chừa cho em. Ok, ok. Xong luôn đã vào, xong luôn đã vào. Dương Domic. Anh Sơn. Anh Sơn. Cái gì vậy anh Sơn? Em có tên anh đâu? Tôi xin được thông báo một tin chấn động. Ở live stage 2 này, tất cả những đồng đội của chúng ta sẽ trở thành dĩ vãng. Ủa? Trời. Chưa kịp gì thì đã tách nhau ra. Quân khá là lo lắng. Khi mà bắt đầu vòng 2 thì mình xác định với một tâm lý luôn là bất kể ở trong một cái thử thách nào thì mình cũng phải chơi sát ván để mà mình gỡ lại những cái gì mà mình đã mất. Các bạn sẽ phải tiếp tục bắt cặp với những đồng đội mới. Biết đâu duyên số trời ban thì tụi em có thể gặp lại. Thôi quá đủ cho em rồi, đừng gặp lại nữa. Các anh trai thân mến, trước khi vào phòng thì đã có một người lạ mặt gửi đến cho các anh trai một phong bì phải không ạ? Dạ đúng rồi. Thì các anh trai cho khán giả xem phong bì. Cái này tiền lương phải không? Tiền lương của em sẽ được chuyển khoản tinh tinh. Còn phong bì này sẽ quyết định sinh mạng của chúng ta trong vòng live stage 2 này. Nổi ra gà. Lại chuyện động trời gì nữa đây. Chương trình khó lường quá. Thật sự là không biết trước là chuyện gì sẽ đợi mình ở tương lai. Cũng không biết là phong bì ghi cái gì. Các anh trai khi xem phong bì tuyệt đối chỉ được xem một mình và không được cho đối phương bên cạnh trước hoặc sau xem. Bởi vì đây quyết định sự thắng thua của bản thân. Trời ơi, cái gì dữ vậy trời, dấu, dấu luôn. Anh đừng gọt bị bài em nha. Dấu đi, dấu vai đi. Trời ơi, trời ơi. Má xoài đó nha. Trong cái phong bì này có 3 dạng. Dạng đầu tiên được ghi là sỏi đá. Dạng thứ hai là màu mỡ. Ôi, hay quá. Em nhìn ta ghe là em biết đá rồi, có mỡ ở đây. Mình có một cái cảm giác cái phòng sỏi đá là một cái phòng có vấn đề. Thì mình nghĩ là sỏi đá là sẽ gồm những người kiểu nói ít, kiểu cứng cỏi á. Màu mỡ là cái kiểu miệng bôi mỡ, nói là nói. Mình nghĩ là mình cũng nằm trong cái top của kiểu nói nhiều. Vì cảm giác từ màu mỡ là một cái gì đó nó khá là trù phú, sẽ để người ta khai thác. Hoặc có một cái lý do đó là tập hợp những anh trai mà có cái màu mỡ khá là đặc biệt. Và anh trai không có muối chẳng hạn. Và một dạng thứ ba nữa, đó là bốn đội trưởng mới. Mở ra các bạn sẽ biết mình có phải là đội trưởng mới trong tập này hay không. Bốn đội trưởng mới này bằng cách nào để được ban tổ chức chọn ạ? Dạ không, khán giả chọn các bạn. Từ điểm cá nhân của bài thi trong nhóm, điểm cộng của liên quân, điểm cộng của bài nhóm, điểm cộng của khách mời Nanon ra cái điểm cá nhân cao nhất cho bốn người thì bốn người đó là bốn đội trưởng của tập 2 này. Wow.
Trung, top 1. Trung nghĩ là mình xứng đáng với điều đó. Xem phong bì. 1, 2, 3, go! Ê, che. Anh em mà cố lên, 19-20. Cái mood mà sang sảng của Ali tuột thật sự xuống dưới mắt cá luôn. Lo lắng nhẹ, tim cũng vậy nè. Để đợt sau mình phải đem theo gọi là một cái thuốc trợ tim. Mở ra, mình thấy chưa màu mỡ. À, thì ra là bây giờ mình cũng tới một cái tuổi mà cái mức độ mỡ của mình là mọi người nhìn thấy được bằng mắt thường rồi. Hả? Mình sốc nha. Tại vì là mình nghĩ là mình màu mỡ 100% rồi đó. Ta mở ra sỏi đá. Thế mà, ê, thì cái tiêu chí chọn sỏi đá với cả màu mỡ là ra làm sao ta? Ủa? Cái này là gì ta? Cái này có nghĩa là ý gì? Có một giây mình lóe lên, khi nào mình là nhóm trưởng không ta? Nếu mình là nhóm trưởng thì mình nghĩ là chắc cũng không có gì bất ngờ lắm đâu ha. Quê. Nhưng mà lỡ xấu người thì thật sự là quá là tàn nhẫn rồi. Trời, xấu người nữa hả? Bàng hoàng. Cái chương trình làm những điều không tưởng. Và em không thể đoán trước được bất cứ một cái điều gì sẽ diễn ra sắp tới. Không hề nghĩ là khi mà giờ anh trai Say Hi là lượt chơi nó sẽ thay đổi chóng mặt như vậy. Và rõ ràng là nó tạo nên cái sự kịch tính mà ngoài sức dự đoán của Isaac. Và bây giờ là lúc chúng ta sẽ biết được bốn đội trưởng là ai. Ôi trời ơi, wow. Đội trưởng ở vị trí thứ tư đứng dậy. Ủa sao em không có chữ gì ta, sao nó có số không vậy? Thế cho anh nghĩ rằng là cái vị trí đó mà Hiếu Thứ Hai đạt được thì cũng hoàn toàn xứng đáng. Khá là bất ngờ khi mà được thứ hạng thứ tư này và là nhóm trưởng. Em nghĩ sẽ là một điều rất là thú vị. Hy vọng là tất cả mọi người ai muốn chiến thắng thì vào đội của mình. Wow. Khẩu khí khá lắm. Yeah. Ai muốn thắng thì về đội Hiếu Thứ Hai, nhưng mà thật sự Hiếu Thứ Hai muốn thắng thì nên có Trung ở trong đội. Đội trưởng ở vị trí số 3 sau Live Show. Đó là Isaac. Xin mời anh trai Isaac phát biểu cảm nghĩ ạ. Em cũng không bất ngờ lắm. Vừa rồi cũng được anh em đặt niềm tin cho làm trưởng hai cái nhóm. Thật sự là em rất là stress, em muốn rụng tóc luôn. Vâng, ngày hôm nay bây giờ phải làm trưởng nhóm tiếp thì thôi mình phải cố vậy. Nghe khó khăn quá hả? Sẽ cố gắng để đưa những anh em trong nhóm của Isaac đi tiếp tục vào vòng trong nha. Cảm ơn anh trai Isaac. Cảm ơn anh trai Isaac ạ. Chưa làm việc là Isaac đã stress. Nhưng mà không biết là tuần sau nữa làm trưởng nhóm người ta. Thôi, chắc tuần này nữa thôi chứ tuần sau chắc không được làm nữa đâu. Đội trưởng ở vị trí số 2 sau Live Show 1. Sao các bạn hay sửa lưng sao? Thú vị nha, đội ảnh sẽ là một đội mà Ly cũng khá thích vào. Thật sự thì lúc đầu em đến với chương trình này em cũng muốn là em được trải nghiệm nhiều cái vị trí khác nhau. Và em có từng nói là sau khi em làm nhóm trưởng của 19-20 thì em nghĩ là ở vòng sau là nếu mà được em sẽ trải nghiệm một cái vị trí khác. Nhưng mà đây là số mệnh rồi. Thôi em cố gắng thay đổi và cố gắng tốt hơn để phục vụ tất cả các anh em trong nhóm của em. Xin cảm ơn một lời nói khiêm tốn rất là chảnh của anh. Và đội trưởng cao điểm nhất sau Live 1 đó là... Đoán đi nhờ, mình đoán nè. Rider, chua kèo 100% luôn. Nghe lông thoáng là có tên Rider, có tên mình. Lúc đấy mình cũng nghĩ là có khi nào sẽ là mình không? Ai ạ? Pháp Kiều. Atos. Tú à? Không, phòng chơi anh Bét mà sao?
Mình hơi bất ngờ tại vì mình không hiểu lý do vì sao mọi người hô tên mình. Đó là Nagi. Tự nhiên mình mở lên mình thấy sung, là mình cứ tưởng nó là thứ tự để mà chọn đội. Xong quay qua thấy Hiếu tự nhiên giơ tay lên hỏi: ủa có anh em nào chỉ có số mà không có chữ giống em không? Cái xong cái Nagi nói là: bro, đừng có nói lớn quá. Cái mình á, à, vậy là cái thằng này nó cũng có số. Surprise! Wow! Hết hồn, hết chiêu, trời ơi! Thì đó, mọi người thấy nó làm trò không? Biết là mình đã cộng số 1 rồi nhưng mà vẫn giả bộ ngồi đó để cho mọi người phỏng đoán. Bây giờ Nagip đã chiêu trò rồi, không có còn gọi là ngây thơ như hồi xưa nữa. À, mình nghĩ là Nagip này không hợp làm đội trưởng đâu mọi người. Hợp làm mảng hiến cho mọi người tiên hơn. Cảm nghĩ của anh trai khi mà mình bật ra phong bì số 1 sao ạ? Em bị tê người anh, bây giờ thằng đang tê luôn. Đấy là em quá là bất ngờ, em không hiểu tại sao mọi người lại bình chọn em tới mức gì. Vậy thôi em dừng lại hả? Thôi nói chứ tôi cũng tham vọng lắm. Cũng vui với bất ngờ là được mọi người bầu chọn cho mình. Nhưng mà Nagip chưa bao giờ sẵn sàng để mà trở thành đội trưởng. Mà không ngờ là cái ngày này nó tới ngay sau khi team Don't Care luôn. Thì cũng lo sợ run rẩy như lấy bẫy. Bây giờ xin mời bốn đội trưởng ở lại phòng này và các anh trai di chuyển về khu vực của mình, sỏi đá hoặc bò mỡ. Xin mời. Let's go. Ok. Trước tiên thì tôi xin được chúc mừng cho bốn anh trai đã là bốn đội trưởng. Và các anh trai phải chơi thật là khéo léo và thông minh. Và ở đây tôi có bốn lá thăm. Thì xin các anh trai sẽ bốc thăm để biết được mình là đội 7 hay đội 8 nhé. Dạ, em xin phép. Gần em lấy. Dạ rồi. Wow. Ê. Isaac và Song Luân là 8 và Hiếu thứ hai và Nagip là 7 ạ. Bây giờ xin mời bốn đội trưởng hãy nghe chia sẻ về thể lệ và cách thức mà các bạn sẽ pick đội cho mình. Tại Leipzig 2, bốn đội trưởng sẽ lần lượt hoàn thiện đội hình tại ba khu vực: sỏi đá, màu mỡ và đảo hoang. 26 anh trai sẽ được chia về hai khu vực: sỏi đá và màu mỡ. Bốn đội trưởng tiến hành lập đội. Lượt 1 tại khu vực sỏi đá. Thời gian xuất phát của mỗi đội trưởng lần lượt cách nhau 60 giây theo thứ tự xếp hạng cá nhân. Mỗi đội trưởng bắt buộc đưa ra hai lời mời cho hai anh trai. Nếu anh trai đồng ý, lập đội thành công. Anh trai không đồng ý, lập đội thất bại. Những anh trai từ chối và không nhận được lời mời lập tức di chuyển đến khu vực đảo hoang, chờ đội trưởng chưa đủ thành viên vào lập đội. Oh. Sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng ạ. Mỗi đội trưởng cách nhau 60 giây vào phòng sỏi đá. Thì Nagip nghĩ đó là một cái lợi thế rất là lớn. Vào mình sẽ hốt được luôn những người mà mình thích. Thì... ok. Ủa? Ồ, anh Công Dương. Hình như team hút hơi nhiều người nha. Team hút 4 người rồi đó. Linh cảm đấy trong đầu. Mình cảm giác là phòng sỏi đá là phòng nó hơi... nguy hiểm. Đuổi chưa ta? Còn ai chưa? Đủ chưa? Xin chào mọi người nhá. Cựu liên quân trưởng. Em biết rồi, anh ơi. Sỏi đá là team vi rùa. Thế á, hình như thế. Tại vì bên mình trong sáng sủa á. Tự tin em ha. Có anh vào cái là em tự tin liền. Đúng vậy. Tôi vào cái phòng này thì tôi nghĩ là màu mỡ có nghĩa là điểm cao. Nhưng mà sau khi tôi thấy tôi và Quang Trung đứng đây thì tôi nghĩ là cái phòng này điểm thấp á. Anh ơi, đừng có lâu em vô. Ê bạn ơi, No Fun No Star này đúng không? Có Tiger với lại Hurricane cho nó kìa. Đúng rồi. Độ điểm cao mà. Bên sỏi đá 11 người là 11 người điểm thấp. À. Em ơi bên đấy có nhóm trưởng em. Anh á? Bên đấy có nhóm trưởng. Bàn nhiều quá. Nó nói bốn đội trưởng người ta vô người ta chọn thành viên. Mà bàn chia bàn giữ. Cái điều Isaac lo là Isaac phải làm sao á sắp xếp được các thành viên trong một nhóm nhạc có đủ hết tất cả những cái nhân tố. Chết không được. Nhưng mà nói về chiến thuật thì Nagip nghĩ là trước mắt là phải có songwriter thật tốt. Không cần biết bài đó là cái gì, nhưng mà khi mà có một cái đoạn mà gọi là cao trào, Nagip mình nghĩ tới Pháp Kiều. Cái wishlist của mình á, Udomic, Rider, Pháp Kiều,
Quang Hùng Master D. Negip gom tất cả những người có thể viết nhạc vô đội của mình. À, chủ đề này thì mình hy vọng sẽ như thế này. Màu mỡ và sỏi đá, mình cứ nghĩ là chắc đây là một chủ đề thể làm cho vòng tiếp theo, cho nên là luôn tự vạch ra một số người mà cùng với cái phong cách hơi giống mình. Lần này tôi rất muốn đồng hành với anh Sinh trong tập này, cuối cùng anh Sinh làm trưởng nhóm chết luôn. Thì bởi vậy cũng muốn đồng hành với một trong mấy người đây, nhưng mà bây giờ thế nó vô đây rồi, chết rồi, vẫn chưa biết chia đội như thế nào. Tiêu chí của mình là như nhau, bởi vì mình sẽ đem về rất rất là nhiều người giỏi mọi lĩnh vực, đội 3, đội 4. Xong rồi sau đó mình sẽ nói là người này làm lĩnh vực này, người kia làm lĩnh vực kia. Tùy vô cái bài mình nhận được thì mình sẽ chia. Nó sẽ gọn gàng hơn và nó sẽ đa dụng hơn. Đây là cái giá cho cái chuyện mà hay mặc đồ giống chủ tịch. Mặc đồ giống chủ tịch, giám đốc, đồ đó bây giờ là thành giám trưởng luôn. Khó xử quá. Thôi, mọi sự đã an bài. Khó chỗ quá. Anh ơi, coi chừng anh không có slot của anh luôn nha. Ê, khoan, quay lại, không được. Đây là quầy tính vật ạ. Các bạn sẽ trao những tính vật cho những thành viên mà mình muốn họ về với mình. Là cái này là mình muốn lấy cái nào cũng được. Bao nhiêu cái ạ? Muốn lấy cái gì lấy ạ? Đã xích đi chợ, từng nhóm ta 4 cái ta để rõ ràng. Bây giờ tổng kết lại, team của anh trai Nagip là đồng hồ. Team của anh trai Song Luân là bản đồ. Yếu thứ hai là mọc. Team của anh trai Isaac là mấy chụp ảnh lấy ngay. Đeo trơn luôn đúng không? Ok, đẹp trai. Mọi người, các đội trưởng vào đây, anh phải cho chúng tôi biết lý do tại sao các anh chọn chúng tôi. Tại vì anh em mình có giá mà. Đúng rồi. Phim sỏi đá thì có giá. Mìa sỏi đá mà. Xong tí nữa không có ai vô chọn nhóm mình luôn. Tí không ai chọn sao anh? Thì anh em mình tự lập nhóm. Hợp lý. Cái nhóm này còn ai chơi lại nữa? Hợp lý. Thề luôn, anh chính là một nhóm trưởng ấy. Anh luôn luôn đứng dậy lật đổ mọi thứ ấy. Chọn đội trưởng chứ không để đội trưởng chọn. Có khi nào bên màu mỡ toàn là mình em điểm cao không? Còn bên sỏi đá là... Ví dụ như cái bài Liên Quân của mình cộng 50 điểm thì mình cũng tặng cho anh em 30 điểm. Đến live số 2 thì mình hạng 6 đi hết. Nên là tôi nghĩ mọi người cũng có cơ sở. Ê, đúng nha. Tự nhiên cái ngó đúng nha. Nhưng mà em là top thắng thì làm sao em ở đây được? Biết đâu điểm cá nhân của em lại rất là thấp. Đúng rồi. Mình nghĩ rằng là mọi người cũng có suy nghĩ là đây có thể là top dưới. Ai cũng sẽ nghĩ là bản thân mình điểm không ok rồi. Tí nữa là bao giờ mình biết cái điểm của mình ta? Không biết. Chắc xíu nữa. Nhưng mà có ghi trong này không? Hiện tại có ghi trong này mà đúng không? Không, có ghi mà. Các anh trai khi xem phong bì tuyệt đối chỉ được xem một mình. Trong cái lá phong bì này thì có thông tin như sau: bạn là người xếp thứ hạng 30, hãy giữ bí mật thông tin này. Xíu nào mới biết điểm. Really? À really? Tưởng là ai cũng được ghi là số là người này thứ 5, thứ 3, thứ 7. Trong đó không có ghi điểm gì hết. À, có một mình Ali là biết được thứ hạng của mình trong cái phong bì hả? Các bạn phải chiến đấu máu lửa hơn nữa. Ồ. Bởi vì các bạn đang nằm trong các thứ hạng từ 20 đến 30 ở live stage 1. Kiểu rất nhiều suy nghĩ nó chồng chéo lên nhau. Điều gì đã khiến mình nằm trong top 20 đổ lên? Kiểu bị hơi buồn tí ấy. Lúc đó bắt đầu mình phải suy rất là nhiều, phải không biết phải làm sao để mà mình có thể thay đổi được cục diện. Rồi, anh trai số 1 xuất phát. Được. Có cần quay mặt lại không ta? Đúng rồi, vào rồi mình không quan tâm không? Anh em đừng lên quá. Ê. Đâu rồi cả? Đây. Cái chủ đích suy nghĩ của mình hướng đến Negip, nhưng những bước chân và cử chỉ của Negip đã đi lướt qua Quý một cách rất là thẳng thừng.
Cái vị trí đầu tiên mình Negip viết xuống là Nicky. Đây là một vị trí khá quan trọng đối với Negip. Pick cái người này là Negip có chủ đích. Cứu em đi. Thì em cũng có tưởng tượng tới một cái tương lai rất là đẹp của hai đứa mình rồi. Em muốn mời anh về với đội của em. Negip phát hiện ảnh cũng có một cái đặc tính của một cái người leader rất là giỏi. Muốn mời anh Nicky vào để mà handle chung với mình. Em gọi gì cho anh? Đây, bằng vàng luôn, anh chịu chưa? Thật ra là mình muốn làm việc thử với cả Hiếu thứ hai và Negip. Một trong hai người này, ai mà pick mình trước thì mình sẽ chọn người đó. Ok, ok. Sao ok, vậy không vui vậy? Rồi tạm thời vậy nha, cảm ơn anh nhiều. Mình muốn vào team của Negip. Dương. Thì Negip lao thẳng đến Dương Domic. Dương. Tôi cũng có tưởng tượng tới một tương lai rất đẹp của tụi mình rồi. Thì bạn có thể nào bạn vô đội với tôi không ạ? Không ạ. Cận gì đó phải thuyết phục hơn một tí đi. Thuyết phục hả? Thuyết phục hả? Là Negip đã bị ám ảnh với lại live show 1 về cái chuyện mà trong nhóm của mình quá ít người viết nhạc. Đó, cho nên là Negip gom tất cả những người mà Negip nghĩ là có thể viết nhạc và có thể chọn Negip. Sẽ chọn Dương Domic. Dương Domic. Dương Domic là R&B và biết nhảy. Trong danh sách đó là Dương Domic cùng làm liên quân, có quan sát về cách làm việc của nhau. Luôn hiểu được là Dương cũng là một người cũng rất là giỏi. Không suy nghĩ nữa, I got it. Xong như vậy rồi, xong luôn. Yeah. Ê, nhớ chừa cho em, nhớ chừa cho em. Ok, ok. Xong luôn đã vào, xong luôn đã vào. Tôi phải suy nghĩ. Dương Domic. Dương Domic. Anh Sơn. Vậy anh Sơn. Em có tên anh không? Tên gì mà tên? Về cho em cầm, em cầm cho em suy nghĩ thôi, cho em cầm. Phòng sỏi đá là những anh em ở trên top 20. Nó cũng là một phần khiến Dương suy nghĩ. Dương phải kỹ càng hơn cho việc lựa chọn nhóm. Dương Domic đang không được nhận lời mời của Sông Luân. Bởi vì đang nhận lời mời của Negip. VIP dẫn đầu xu thế thẻ. Bon cha Vio Long Đào mới, ngon đào mong. Anh trai Say Hi, 20 giờ thứ bảy trên kênh HTV2 V Channel, xem sớm nhất trên siêu ứng dụng giải trí Vion.